Ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Đặng Thị Hằng Ni lên làm việc, lấy lời khai liên quan đến đơn thư tố giác tội phạm của bà đối với Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bà Hằng Ni cung cấp bổ sung tài liệu chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngày 30 tháng 3, bà Nguyễn Thị Việt Hà hay là Việt Hà Trương, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 30 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà lên để làm việc xác minh làm rõ những tố cáo của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Chiều nay công an mời lên vì trước đây tôi đã có đơn tố cáo và gửi các vi bằng liên quan đến việc bà Phương Hằng vu khống bôi nhọ tôi trên các buổi livestream. Bà Hà nói và cho rằng mình chính là người đầu tiên tố cáo các hành vi của bà Phương Hằng lên cơ quan điều tra. Riêng buổi làm việc trong ngày 30 tháng 3, công an tiếp tục xác minh tất cả các clip vi bằng mà bà Hà gửi lên. Người ta xác minh rằng những gì tôi tố cáo là có và thuộc về tội vu khống làm nhục người khác. Bà Hà nói và cho biết mình đã yêu cầu xử lý hình sự bà Hằng. Theo bà Hà, trước đó đã yêu cầu cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp bảo vệ vì bị hăm dọa sẽ tìm đến nhà đánh đập. Bà Hà cũng gửi kèm đơn 11 đoạn clip cùng vi bằng về những nội dung mà bà Phương Hằng đã vu khống bôi nhọ mình. Theo đó, các đoạn clip được bà Hà thu thập từ tháng 4 năm 2021 đến thời điểm buổi livestream tại trường đua Đại Nam lấy tên bà để đặt cho các con ngựa đua. Tôi cũng sẽ xuống công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo YouTuber Long Ngô và các hành vi vu khống làm nhục tôi vì người này lấy thông tin từ bà Phương Hằng rồi xúc phạm nhục mạ chửi bới tôi còn nặng nề hơn cả nội dung bà Hằng. Bà Hà tiếp tục thông tin. Nguyên nhân mà bà Hằng bôi nhọ vu khống theo bà Hà là do xuất phát từ một hiểu lầm. Cụ thể trước đây cả hai là bạn thân của nhau. Bà Hằng có nhắn tin mượn tôi 20 tỷ đồng, sau đó tin nhắn này không biết từ đâu rò rỉ ra ngoài nên bà Hằng đã tức giận vu khống chửi bới tôi, bà Hà thông tin. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, dư luận cũng tò mò về người sẽ đứng ra quản lý Đại Nam. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ông Võ Kim Thanh đã chia sẻ với Dân Việt về điều này. Theo lời ông Thanh, khu du lịch Đại Nam vẫn sẽ mở cửa đón khách như bình thường. Hiện tại ông Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vôi cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty sẽ lên điều hành thay cho vợ. Chia sẻ thêm, ông Võ Kim Thanh cho biết công ty Đại Nam vốn có nhiều phó tổng giám đốc, mỗi người lại phụ trách một lĩnh vực khác nhau. Bà Nguyễn Phương Hằng là người điều hành chung với chức vụ tổng giám đốc. Trước đây, ông Dũng Lò Vôi từng tuyên bố nhường lại công việc cho vợ rời xa thương trường. Tuy nhiên, thực tế thì vị đại gia vẫn ở sau hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng chứ không giao phó hoàn toàn. Nói về thời điểm khó khăn hiện tại, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam chia sẻ, mọi hoạt động tại công ty, khu du lịch Đại Nam vẫn sẽ diễn ra bình thường. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh Dũng trong giai đoạn này. Về phần bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra xác minh nữ đại gia này đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tổ chức nhiều buổi livestream, đưa thông tin chưa được kiểm chứng về đời tư người khác lên mạng. Trong các buổi phát sóng trực tiếp đó, bà Hằng còn sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, mang tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm các cá nhân liên quan. Trong quá trình điều tra, CEO Đại Nam còn tỏ thái độ thiếu hợp tác, coi thường pháp luật. Đáng nói, bà Nguyễn Phương Hằng còn tổ chức các buổi tụ tập đông người ở nhà riêng của những cá nhân có mâu thuẫn với mình. Hành vi này dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự.